farm đây, đường đi vào dẫn vào farm núi đá chim ở nhà. Cái trước mặt chúng ta là núi đá chim á, một hòn đá rất là lạ luôn. Xung quanh thì đồng bằng nữa cả nhà, như xuất hiện một cái hòn đá mà nó rất là nhiều cái viên đá nó xếp chồng lên nhau luôn. Cũng không ai giải thích được tại sao mà tự nhiên có những cái viên đá xếp lên rất là khớp với nhau nha cả nhà. Và xung quanh thì không có một cái ngọn núi nào cả, tự nhiên mọc lên một cái ngọn núi này. Đây là đường đi vào đây, farm này. Ở đây thì người ta chăn thả cừu dê, nó cho đi ăn rong vậy cả nhà. Trên núi đá chim hôm nay có như một cái đàn chim quý nó về nha. Ở đây thì cũng khá xa cho nên là Nam cũng không có rõ đây là loại chim gì, nhưng mà nó cũng nằm trong loại chim quý đó cả nhà. Nam nhìn thì thấy giống như kiểu chim bồ nông đó cả nhà. Con này nông hay là xéo gì đó. Chân nó cao cao nè. Tại vì rất là xa nó rồi. Mình đứng đây cách mấy trăm mét được, cũng không rõ, để mình đi qua một cái góc khác để mình chia sẻ với cả nhà xem là đàn chim gì đậu trên ngọn trên cái núi đá chim nha. Sau khi Nam tra thông tin để tìm hiểu thì được biết đây là một loài chim quý hiếm, nó họ hàng với chim hạc, có tên là giang sen nha cả nhà, và có cái hình dáng rất là đẹp. Nó cũng trong những cái loại chim được bảo tồn và chúng ta thì cũng có trách nhiệm để bảo tồn. Chúng ta không nên săn bắn hay là đuổi những cái loài chim này. Nó đến đây thì sinh sống ở đây cũng tạo một cảnh quan đẹp, và chúng ta có thể để chúng sinh sống tự nhiên để chúng có thể phát triển một càng ngày đông hơn. Vì như chúng ta thấy không, có hình dáng khá đẹp và chúng ta cũng khá thân thiện với môi trường. Nam cũng đã tìm hiểu thông tin và chia sẻ một số cái hình ảnh mà được tìm kiếm ở trên trang mạng nha, cũng chia sẻ với cả nhà. Các anh chị có thêm thông tin thì có thể chia sẻ với quý anh chị để chúng ta hiểu thêm về những các loại động vật hoang dã tại Việt Nam ha. Và nhân tiện ở đây thì Nam chia sẻ với cả nhà về một số hình ảnh của núi đá chim. Khi Nam đến đây làm farm thì đã thấy cái ngọn núi chim ở đây rồi, và nó có từ rất lâu đời và mọi người thì cũng không biết là được hình thành như thế nào, nhưng mà Nam nhìn nó có những cái hình thù rất là đặc biệt, có những cái tảng đá rất là lớn xếp chồng lên nhau và rất trật tự nha. Và như chúng ta thấy xung quanh thì không hề có một ngọn núi nào cả, không biết ở đâu thế nào mà hình thành lên như thế này. Và Nam cũng đã cho lấy cam bay xung quanh thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng từ dưới lên tới trên và từ những cái xung quanh đến cả những cái điểm mà đỉnh cao nhất của cái ngọn núi đá chim, cái chỗ mà những con chim giang sen này nó vừa đậu đó. Đây là hình ảnh Nam quay trước đó rồi. Hôm nay nhân chuyện thì Nam chia sẻ với cả nhà luôn, và chúng ta cùng để thưởng ngoạn một cái hình ảnh rất là đẹp và về cái nơi này. Chúng ta nhìn nhiều góc độ ha, cả nhà thấy xem rất là to nha. Mà xung quanh thì không hề có núi nha nha. Đây có cách những cái ngọn núi rất là xa, ở đèo Quốc Phòng cách đây khoảng mười mấy km đó. Có anh chị cô chú nào ở đây lâu năm mà có thể biết thêm thì thông tin về núi đá chim, có thể chia sẻ với mọi người để cùng biết nha cả nhà. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you.